Xin chào anh chị và các bạn đã đến với video giới thiệu xe của Vạn Lộc Auto. Ngày hôm nay Vạn Lộc Auto xin giới thiệu tới anh chị và các bạn một chiếc xe đã qua sử dụng. Đó chính là chiếc xe Audi A6 sản xuất vào năm 2013, đăng ký lần đầu vào năm 2014, nhập khẩu chính hãng tại Đức. Xe được trang bị ngoại thất màu trắng và nội thất màu đen, mang tên cá nhân của một chủ sử dụng từ đầu. Full lịch sử hãng với odo là 6,5 vạn km nguyên zin. Không chỉ dừng lại là một mẫu xe hơi hạng sang, Audi A6 còn được ưa chuộng nhờ khả năng vận hành mượt mà trên nhiều địa hình khác nhau, đặc biệt phù hợp cho việc di chuyển tại các thành phố lớn. Xe đang được chúng tôi chào bán với mức giá là 985 triệu đồng, có thương lượng dành cho anh chị và các bạn thiện chí. Thuộc phân khúc xe hạng sang, Audi A6 trang bị động cơ 2.0 TFSI kết hợp hộp số tự động 7 cấp, đem lại cảm giác vận hành êm ái, linh hoạt và ít tạo tiếng ồn. Ngoại thất của xe được thiết kế với những đường nét tinh tế, trang nhã và sang trọng, đậm chất Audi. Thân vỏ rất chắc chắn và an toàn. Đầu xe được trang bị tấm lưới tản nhiệt lục giác cỡ lớn, xen kẽ các thanh ngang màu đen nổi bật. Hai bên là cụm đèn pha bi xenon được thiết kế nhỏ gọn với hai dải đèn LED tiêu chuẩn cho khả năng chiếu sáng tối ưu, đi kèm là chức năng rửa đèn tự động. Gương chiếu hậu chỉnh gập điện tích hợp báo rẽ. Audi A6 được trang bị vành 17 inch tiêu chuẩn cùng bộ mâm 10 chấu trang nhã và lịch lãm. Đèn hậu với thiết kế thanh mảnh, bên dưới là cặp ống xả hình tròn tạo phong cách riêng cho Audi. Anh chị và các bạn có thể quan sát từ nước sơn đến các chi tiết của ngoại thất chiếc Audi A6 của chúng tôi vẫn còn rất đẹp. Tiếp theo xin mời anh chị và các bạn cùng khám phá đến khoang nội thất của xe. Khoang lái thiết kế không quá cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ tinh tế sang trọng vốn có, với nội thất được bọc da và ốp gỗ cao cấp. Ghế da cao cấp chỉnh điện cho hàng ghế trước và nhớ hai vị trí. Hàng ghế sau đủ chỗ cho 3 hành khách. Hệ thống điều hòa tự động 4 vùng độc lập. Vô lăng 4 chấu bọc da tích hợp các phím chức năng. Phía sau vô lăng là bảng đồng hồ hiển thị được thiết kế khoa học giúp cho lái xe dễ dàng quan sát trong mọi hoàn cảnh. Tay lái bọc da cho cảm giác chắc tay khi thao tác. Audi A6 được trang bị các trang thiết bị tiện nghi tiêu chuẩn gồm có đầu DVD, thẻ SD kết nối USB nghe radio. Các tính năng an toàn của xe gồm có camera lùi, túi khí, đèn LED ban ngày, cảm biến quanh xe, hệ thống báo chống trộm, hệ thống định vị, kiểm soát hành trình, chế độ tay ga cruise control, hệ thống an toàn ABS, EBD, ESD, cửa hít cùng rất nhiều những tính năng cao cấp khác. Để đặt hàng và sở hữu chiếc xe Audi A6 sản xuất vào năm 2013, đăng ký lần đầu vào năm 2014, màu trắng, nội thất đen mang tên cá nhân của một chủ từ đầu, với odo là 6,5 vạn km, thì anh chị và các bạn hãy đến với Salon ô tô Vạn Lộc tại địa chỉ 19 A Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội để xem xe và trải nghiệm sản phẩm. Giá chào bán là 985 triệu đồng có thương lượng dành cho anh chị và các bạn thiện chí. Hoặc anh chị và các bạn hãy nhấc máy gọi điện ngay đến số hotline 0985 028888 và 0915 386666 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất. Với tiêu chí kinh doanh, Vạn Lộc là uy tín là Vạn Lộc. Chúng tôi luôn mong muốn mang tới cho quý khách hàng những chiếc xe hoàn hảo nhất và tiện nghi nhất. Đảm bảo tất cả những chiếc xe mà chúng tôi bán ra đều không đâm đụng,
không ngập nước, máy móc còn nguyên bản, bảo test hãng, check hãng toàn quốc. Bên cạnh đó, Vào Lộc Auto còn sẵn sàng hỗ trợ tư vấn anh chị và các bạn trả góp qua ngân hàng với lãi suất ưu đãi nhất. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ video của Vạn Lộc Auto. Đừng quên bấm like, đăng ký kênh, rung chuông để có thể tiếp tục nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.